Không ngờ lại gặp phải thằng Liều. Mày ấn chuông phá nhà tao hơi bị nhiều đấy. Nói xem mày muốn cái gì từ tao. Người nói đúng đấy. Tao là đàn em của Đo Ghe Lõ. Và tao cũng là vua chơi bài ở trong cái xóm này. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến bài con cày với tao ư? Không ngờ một con chó cỏ như ngươi lại phát ngôn không suy nghĩ như vậy. Được, mỗi khi ngươi chấp nhận, kẻ thua sẽ phải đáp ứng điều kiện còn lại của đối phương. Đồng ý chứ? Đến là đón, đụng là trục. Bố mày sợ mày chắc? Vậy thì bắt đầu được rồi. Tao sẽ nhường lượt đi đầu cho mày. Lượt đầu tiên, tao triệu hồi lá cây Aquadip, aka hoàng tử ngọt nhất. Sau đấy kích hoạt một trong hai nội tại ẩn, nhân đôi lượng giáp của Aquadip. Kích hoạt. Tiếp đến, tao kết thúc lượt bằng một lá bài cây ẩn. Muốn chơi kiểu ngủ trong phòng thu, ngu trong phòng thủ ư? Khá lắm con trai. Đến lượt tao, triệu hồi hai lá cây. Lá thứ nhất, cây nhà đất AKA siêu nhân mất dạy. Lá thứ hai, thần chất sấm sét. Lá thần giới của tao có khả năng bứt thêm 100% sức mạnh cho một đồng đội bất kỳ, kích hoạt và tăng gấp đôi sức mạnh cho con cày nhà đất. Tao ra lệnh cho cày nhà đất tấn công. Gục con cày nước bắn tùm lum, nghĩa là ngươi mất một điểm. Phòng thủ của ngươi chỉ là mũi so với ta thôi, kkk. Tiếp đến, tao ra lệnh cho thần rớt khiêu chiến lá bài ẩn của ngươi. Là lá thần chiến tranh Kratos ư? Đúng vậy thằng ngu, tao biết mày sẽ sử dụng thần rớt để tạo sát thương cho đồng đội hoặc bản thân nên tao đã đặt lá cờ ra tó trước đó. Với nội tại nhân hai lần sát thương và giáp khi đối thủ sử dụng xét thì tên này không ngán bố con thằng nào cả. Kích hoạt nội tại của Kratos và đánh bại rớt. Thằng Liều nhà thờ đức bà này, không ngờ ngươi lại có não như tụi Bill ơ vậy. Được, đến lượt thứ ba, lượt của ngươi đấy. Được thôi, tao triệu hồi lá thứ ba, lá cây sát thủ. Chỉ số của nó rất yếu nhưng nội tại có thể ẩn trốn và có thể tấn công bất ngờ và bất cứ thời điểm nào. Kích hoạt nội tại. Sau đấy, tao ra lệnh cho cờ ra tốt tấn công Homelander. Kích hoạt lập tức nội tại của cày nhà đất. Bỏ chạy bẫy trò ngay khi bị tấn công bởi kẻ mạnh hơn. Ngoài ra người chơi đối phương sẽ không thể dùng tấn công được. Vậy thì tao sẽ kết thúc lượt bằng cách triệu hồi ẩn một lá cây nữa. Lượt thứ tư, tao triệu hồi hai lá cây. Lá thứ nhất là cày khỉ. Lá thứ hai là giắc cơ Bến Tre. Với nội tại của Jacker, bắn một viên đạn độc của đối phương để tạo ra ảo ảnh và giảm nửa sức mạnh và giáp của kẻ đấy. Tranh thủ lúc Kratos bị ảo ảnh bỏ con thì tao ra lệnh cho cày nhà đất hạ gục đi Kratos. Khoan đã, đến lượt tao phản công. Kích hoạt nội tại thứ hai của chó nước, lá của chó nước vẫn sẽ sử dụng được nội tại thứ hai mặc dù bị đánh bại. Kích hoạt và linh hồn của chó nước sẽ bắn nước tùm lum về phía ba con cầy. Trừ 800 giáp vào giáp của mỗi con, ngộ khỉ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng với nội tại ẩn thì ngộ không tạo ra một bản sao chịu sát thương đấy thì nó vẫn sống sót. Và tranh thủ lúc Homelander đang yếu giáp, tao kích hoạt nội tại của cầy sát thủ, tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Jacker, tấn công cầy sát thủ cho tao. Tao sẽ gọi ngộ không để khiêu chiến với lá bài ẩn. Là lá bắt ban ư? Lá cầy rơi, nó đã kích hoạt được nội tại bởi vì nếu lá người rơi được xét ẩn quá một lượt thì người rơi sẽ được nhân 5 lần tấn công và phòng thủ nếu như bị đối phương khiêu chiến.
với lượt sức mạnh chênh lệch quá lớn, một bắn là nằm đến từ vị trí của khỉ chó. Xdox là tựa game thẻ bài idol chiến lực với lối chơi hoàn toàn đặc sắc, dễ thương và bạn có thể dễ dàng tăng cấp các hero chó của mình. Có 5 class chính trong game đó chính là Assassin, Ma, Support, Uông, Rogue, vân vân và Mây Mây. Có nhiều chế độ chơi mà bạn có thể tham gia, ví dụ như đánh boss thế giới, thử thách đấu trường, thám hiểm ngục tối, đánh ải leo tháp. Bên cạnh đó bạn còn có thể mở hộp quà không ngừng nghỉ, có khi mở hộp quà tới chật cả khớp tay, đùa thôi. Game cho nhiều hộp quà như này thì thu thập tướng xịn sò như Luffy chó, ngộ không chó các kiểu dễ ý mà. Đặc biệt hơn là gói giảm giá tận 90% cho lần nạp đầu tiên. Bạn sẽ sở hữu ngay tướng Luffy chó, tăng cấp nhanh hơn 9,9 lần, còn có nhận được các phiếu thức ăn cho chó. Hiện game đã mở trên Apple Store và Google Play, mọi người có thể tải về trải nghiệm rồi nhé. Link tải trong phần mô tả.